Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm kem dâu tây. Nguyên liệu của kem dâu tây gồm có 200g dâu tây. Đây là dâu tây đông lạnh. 200g sữa tươi có đường và sữa tươi đông lạnh. Và 200g kem sữa tươi. Đây là kem sữa tươi, còn đây là sữa tươi. Và đây là 50g đường. Trước tiên là mình đi sắc dâu tây. Đây là dâu tây đông đá. Mình làm dâu tây đông đá để cho nó mau đông. Gram dâu tây này thì mình mua 25.000. 25.000 là chưa tới 200g. 14.100g. Bây giờ ta bắt đầu đi xay dâu tây. Trước tiên mình bỏ cái sữa tươi đông đá vào trước. Đây là sữa tươi đông đá. Mình làm sữa tươi đông đá, dâu tây đông đá để cho kem mình sẽ nhanh đông hơn. Mình không xài ml nhưng mà mình xài 100g cho nó dễ, tại vì nhà mình có cái cân á, làm cho nó dễ. Và đây là dâu tây đông đá. Mình cho từ từ vô thôi, nhiều khi sợ nó khó xay. Bây giờ mình đổ bớt ra, tại vì sữa tươi đông đá cho nên là nó khó xay, cho nên mình phải đổ bớt ra. Và ta đổ từ từ vô. Bây giờ thì mình bỏ vô cối này mình xay phụ, tại vì nó đông hàng đông đá rất khó xay. Vì mình sợ cháy cối cho nên mình bỏ vô cái cối này mình xay phụ. Vì cái cối này thì không xay nhuyễn được cho nên mình xay phụ thôi. Mình bỏ vô từ từ, chứ nếu mình bỏ vô một lần thì nó không xay được.
dâu tây của mình nhuyễn rồi ta đổ ra. Mình kiểm tra xem dâu mình nhuyễn chưa. Cũng chưa được nhuyễn, mình xay lại. Nó vẫn còn cục cục, mình xay lại. Bây giờ dâu tây của mình đã nhuyễn hoàn toàn rồi, ta tắt cối và ta đổ ra cái ca. Và đây là kem sữa tươi. Mình đổ vào cái ca rồi mình xay. Đây là cái đồ đánh kem sữa tươi. Và bây giờ kem sữa tươi của mình đã bông rồi. Và mình sẽ trộn vào trong kem. Bây giờ kem sữa tươi của mình đông rồi, ta đổ ra, ta trộn hai thứ với kem dâu tây và kem sữa tươi, mình sẽ trộn chung. Nếm xem kem mình nó vừa chưa. Bây giờ thì mình trộn chung hai thứ. Kem sữa tươi thì mình xả đông trong ngăn mát và nó vẫn còn đông thì mình xay nó mới ngon. Đó, vẫn đây là vẫn còn đông. Đông ít ít thôi, mình xay thì nó sẽ bông hơn. Nếu mà mình để rã đông hết thì mình xay nó không được bông bằng
vẫn còn đông, nhưng mà đông ít ít thôi. Bây giờ ta bắt đầu trộn kem lên. Và bây giờ mình thấy kem mình còn nhạt, mình cho thêm 30g đường. Nếu bạn nào thích ăn nhạt thì thôi, còn mình ăn ngọt thì mình cho thêm 30g đường nữa và mình đánh lên. Và bây giờ mình cho thêm 30g nước vô tầm. Bây giờ mình bắt đầu múc kem vô trong cái hũ này. Và bây giờ mình đã đổ kem trong cái khuôn này, ta lại nắp lại và ta bỏ trong tủ lạnh. Và mình làm thêm được 5 ly nữa. Mình có thể không có nắp thì mình làm giã chiến như vậy. Tại vì cái ly nhỏ nó không có nắp. Hay ta có thể để không như vậy cũng được. Và bây giờ mình bỏ trong ngăn đông tủ lạnh. Bây giờ mình bắt đầu bỏ kem vào trong tủ lạnh, bỏ trong ngăn đông tủ lạnh. Và bây giờ trong 6 tiếng thì kem của mình đã đông. Và bây giờ ta bắt đầu ăn thử. Và bây giờ kem cây của mình cũng đã đông rồi. Đây là kem cây của mình. Bây giờ ta lấy ra một cây ta ăn thử. Đây là kem cây của mình. Vậy là ta đã hoàn thành kem dâu tây. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.